Ngày 25 tháng 5, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Quán triệt nghị quyết của Trung ương của tỉnh, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Toàn ngành hiện có 558 đảng bộ, chi bộ với 12.036 đảng viên, đạt tỷ lệ 65%, tăng 4,2% so với năm 2020. Trong đó có 114 đảng viên là học sinh sinh viên. Việc kiểm tra đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm được thực hiện theo đúng quy định. Có 27 trên 29 lượt chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 93,1%. Có 146 trên 150 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 97,3%. Số lượng chất lượng các giải quốc gia tăng so với các năm trước. Chất lượng giáo dục mũi nhọn có chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục đại trà chuyển biến rõ nét. Điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 xếp thứ 33 trên 62 tỉnh, thành phố, tăng 29 bậc so với năm trước. Quy mô trường lớp sắp xếp ổn định, hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú được duy trì và phát triển, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc, quan tâm giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong toàn ngành. Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã chỉ rõ một số tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra các nhóm giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà ngành giáo dục và đào tạo đã đề ra. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền, nghiên cứu quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên đối với công tác chính trị tư tưởng, đồng thời nhấn mạnh đề nghị chú ý tập trung chỉ đạo nhất công tác tư tưởng cho cán bộ công nhân viên chức trong ngành và học sinh sinh viên. Đây là đồng chí hết sức quan tâm về đạo đức nghề nghiệp và đặc biệt đối với ngành giáo dục và thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, tiếp tục quán triệt thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông. Và liên quan đến cái này thì liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện cái đề án số 04 của Ban Thường vụ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, thì cái này là trong 4 khâu đột phá của tỉnh có nguồn nhân lực mà các đồng chí là hai trong ngành tham mưu chính trong cái phát triển nguồn nhân lực, cũng rất hoan nghênh ngành giáo dục sau 3 năm các đồng chí đã đề xuất được cái cơ chế cho các trường chuyên, giáo viên chuyên và các đội tuyển đội thi tuyển và các đề xuất các giải của giáo sư quốc gia. Đây cũng là cái nỗ lực của ngành giáo dục và cái là thành tích mà các đồng chí đã trong khóa rồi. Đề nghị là trong sau khi phê duyệt đề án này thì đồng chí đề xuất cơ chế tiếp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm phát triển giáo dục thường xuyên, tạo cơ hội cho mọi người có thể học tập suốt đời, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh sinh viên, chú trọng lãnh đạo các đơn vị và cán bộ đảng viên thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, trọng tâm là dân vận chính quyền.